Every summer we have fun. Every summer we are carry down. Every summer we are surfing along until the sun goes down. Everybody's gonna wild. Everybody's gonna be so young. All the beautiful girls are fun. Coming here so balls alone. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đi Khắp Thế Gian cùng Vinh Phim. Ngày hôm nay chúng ta đến với cốt 400 thuộc vườn quốc gia Ba Vì để cùng cắm trại. Ngày cuối tuần, cốt 400 có rất nhiều gia đình từ Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo về cắm trại. Không khí và phong cảnh rất là vui tươi, náo nhiệt. Thời tiết mát mẻ, các bạn nhỏ cũng được tranh thủ dịp cuối tuần cùng với bố mẹ để được đi thư giãn giải trí, vui chơi thể dục thể thao. Đây là khu vực rừng thông. Không khí thì rất là hoạt náo, các gia đình nướng thịt, ăn uống, mở nhạc. Các nhóm trẻ cùng kéo nhau đi chơi rất là đông vui. Thời gian vui chơi tại cốt 400 của gia đình mình trong vòng khoảng độ 4 tiếng. Bạn Vinh đang luyện cầu lông. Bây giờ chúng tôi đang có mặt ở khu vực chân núi lên đền thượng. Kết thúc cắm trại tại cốt 400, gia đình của chúng tôi đã di chuyển đến khu vực cuối đường của vườn quốc gia Ba Vì. Nơi đây là có đền thượng thờ Đức Thánh Tản Viên. Đền thượng thì còn gọi là Chính Cung Thần Điện. Tương truyền là ngôi đền cổ được xây dựng từ thời An Dương Vương, nằm dưới tập đoàn mái núi Thắt Cổ Bồng. Đây là núi Tản Viên. Đền thượng thì đã được thành phố Hà Nội trùng tu vào năm 2008. Đối diện với khu vực đền thượng thì đã được xây đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền thượng cùng với đền trung, đền hạ thì đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Đền thượng thì phía dưới thì có nhà đại bái. Đây là đường lên đỉnh đền mẫu Ba Vì. Đấy, bạn Vinh đi. Trên đỉnh đền thượng thì có ban thờ mẫu Cửu Trung Thiên, ban thờ mẫu địa và ban thờ Bát Tiên. Trời mát nhưng mà trèo cũng rất là mệt. Cái đoạn đường này đã được một công ty bất động sản đầu tư để xây dựng. Bạn Tiến Minh có vẻ rất là mệt. Rất nhiều cây cổ thụ.
Từ đây lên đến đỉnh đền thượng độ cao nhất là 1.227 m so với mặt đất biển. Chậm, không cần đi nhanh. Đây, bố cho dắt. Con đi tiếp đi. Hả? Quay đi. Ở bên kia. Bên kia, bên Bắc Hồ. Ở bên này là đền đền mẫu. Bên kia leo nó không có cái chiếu nghỉ như bên này. Chờ lắm. Này nhé. À đi. À, đoạn thấp thì bạn Vinh sợ độ cao, nhưng lên đến đoạn cao này thì bạn Vinh để lướt hăng hái leo. Không. Con nó cao lắm. Kia là đền Bắc Hồ kìa. Này thì bố à, đi. Còn không đi cùng. Đây con đỉnh. Cùng bố mẹ. Đây con đỉnh mẫu nữa cơ. Mẫu đi đi xa lắm. To. À, đi chậm thôi. À, cực kỳ xa. Đi. Bám vào thành thì mà đi con này. Đi. Tầng quần quả. À. Hai tầng. Mây mù che đỉnh Tản Viên này. Đi bình thường, nào đi. Đi. Này, bố đi được sao?
Đây 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 đây. Đã đi. Đến nơi rồi, lên một đoạn đó rồi. Đây, đường cũ ngày xưa này. Đây, đường cũ này. Vâng. Để con lên đi. Tít ngồi gì đấy à? Đi. Này thì nhảy tưng tưng tưng. Chậm thôi. Đợi mẹ tí. Mẹ sắp đi luôn rồi. Mày đi mát đi nè. Đây, bê được mấy cái bàn này lên cả công trình. Thôi, ngồi đây nghỉ ạ. Đây, nước đi. Bố có một đường nữa bố ơi. Ở chỗ này cha xuống ngắm tí thì quay lại thôi. Một 1227 mét. Vinh ơi, xuống để bố phải dắt chứ không con xuống con chùn chân con ấy đấy, con trượt đấy. Xuống thì phải đi cùng bố, xuống không đi một mình nữa đâu. Đây bố dắt này. Leo thì con leo lên một mình được, bố cầm cổ tay cho, cầm cổ tay thôi. Con đi từng bước một, con đi một mình. Vâng, đi xuống thì nó không mệt, nó hay bị chùn chân. Chùn chân đấy. Vâng, chùn chân nên là khuỵu xuống là ngã đấy.
đi. Đến nơi chưa mẹ? Sắp đến nơi rồi mẹ ơi. À, sắp đến rồi, tiếp mọi người. Anh kia đây. Nơi thôi. Mẹ là anh nghe thấy tiếng con mà anh. Anh ơi. Em ở trên này nè. Từ từ bước từ từ thôi, con đi một lần đi. Đi. Ôm à. Mở a ma. Ôm a. Đây, bộ giáp à? Ra đang mua tắt à, chỗ này dốc lắm. Này dốc. Em tít bám vào thay thành đi nhá. Thôi bộ ô dắt. Ô dắt được rồi. Cứ đi từ từ thôi mẹ. Sao bắt kiến như cái gì nữa? Anh cầm gì đấy? Anh em cầm gì trên xe với? Okay, cây dương sỉ. Đây là cây dương sỉ. Cắm gì đấy? Mày á.
bên này. À, đến đây bố dắt à? Đấy, tít đều giữa đường nhá. Nào Vinh. Để bố dắt tay bên kia. Anh ơi! Cho em với. Tụi bạn sương mù ấy à. Xương hạng thấp rồi. Từ thôi. Con vàng này. Mẹ con thích cái con mồm to này. Cái con mồm to đây, thích con đấy à?
Đấy, sương mù xuống rồi đây này. Đây 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 đây. Sương mù. Đi đâu. Quay đây các bạn. Sương mù đâu. Cuối cùng thì chuyến tham quan nhanh dã ngoại cuối tuần tại đỉnh Ba Vì cũng đến đây là kết thúc. Trời lúc này đã khoảng 4 giờ 30 phút chiều và sương đã phủ mờ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi tiếp theo. Bye bye.